Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần ôn tập kiểm tra đánh giá của học kỳ 2. Đối với phần kiểm tra ôn tập đánh giá học kỳ 2, chúng ta sẽ gồm hai phần cơ bản, đó là phần trắc nghiệm. Phần 2 là phần tự luận. Đối với hình thức làm bài trắc nghiệm thì các nội dung kiểm tra của bài trắc nghiệm sẽ gồm có bài số 15, cơ sở quan muốn hợp lý. Cho bài số 15, các em cần lưu ý phần 1 la mã vai trò các chất dinh dưỡng và phần 2 la mã giá trị dinh dưỡng của các nhóm thức ăn. Tương tự đó, đối với bài 16 thì các em cần quan tâm tới 1 la mã vệ sinh thực phẩm, 3 la mã các biện pháp phòng tránh nhiễm trùng nhiễm độc thực phẩm. Tiếp theo đó là bài số 18, phương pháp chế biến có sử dụng nhiệt sẽ gồm các phương pháp nào và những khái niệm của các phương pháp đó. Tiếp theo đây các em sẽ quan tâm đến bài số 25 và bài số 26, thu nhập và chi tiêu của gia đình, các nguồn thu nhập và chi tiêu của gia đình. Tương tự đó thì các em phải quan tâm tiếp đến bài số 17, bài số 19, bài số 24. Đối với bài số 19 và bài số 24, các em cần phải biết rõ quy trình thực hiện và các đặc điểm cơ bản của tiểu hoa trang trí cũng như quy trình thực hiện của món trộn dầu giấm. Tiếp theo đó là bài 21 và bài số 22. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em về hình thức để làm câu hỏi trắc nghiệm. Đối với cách làm của câu hỏi trắc nghiệm là các em sẽ chọn câu hỏi đúng nhất và ghi vào khung bảng đáp án. Đây là khung đáp án mà các em sẽ bắt gặp tương tự trong bài kiểm tra của học kỳ 1. Dòng đầu tiên các em sẽ bắt gặp đó là dòng câu hỏi. Sẽ có câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6, v.v. Và đáp án, dòng thứ hai sẽ là đáp án. Các em sẽ chọn đáp án nào các em cho là đúng nhất, xong các em sẽ ghi ký tự A, B, C, D vào đây. Cô sẽ cho các em ví dụ cụ thể hơn. Ví dụ câu 1, việc phân nhóm thức ăn không bao gồm các nhóm nào sau đây. Các em sẽ đọc sơ lược qua 4 đáp án A, B, C, D và chọn cho cô đáp án nào các em cho là đúng nhất. Đáp án A, nhóm giàu chất béo. Đáp án B, nhóm giàu chất đường bột. Đáp án C, nhóm giàu chất xơ. Đáp án D, nhóm giàu chất đạm. Để làm được câu này thì các em có thể mở sách giáo khoa cũng như mở tập ra, các em xem phần bài số 15 phần 2 la mã giá trị dinh dưỡng của các nhóm thức ăn là các em sẽ tìm ra được câu đáp án đúng nhất. Đối với câu 1, đáp án đúng nhất sẽ là đáp án C, nhóm giàu chất xơ. Thì các em có được đáp án đúng nhất, các em sẽ điền vào khung đáp án của mình chữ C. Tiếp theo câu số 2. Thông tin sai về các chất dinh dưỡng của cá. Tương tự đó, các em nhớ đọc hết 4 đáp án A, B, C, D, sau đó mới chọn đáp án nào các em cho là đúng nhất. Đáp án A là giàu chất béo, đáp án B là giàu chất đạm. Đáp án C cung cấp vitamin A, B, D. Đáp án C cung cấp chất khoáng, phốt pho, iốt. Để làm được câu hỏi này, các em có thể mở sách giáo khoa cho cô bài số 17 bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn. Nó sẽ có nằm trong phần hình 3.14 sách giáo khoa. Tương tự đó, câu trả lời sai của đáp án này đó là câu A. Vì trong cá lượng chất béo không nhiều, lượng chất béo rất ít. Nó nhiều là nó sẽ nhiều ở phần chất đạm. Các em nhớ nha, các em nên lưu ý điều này. Tương tự đó, chúng ta sẽ qua câu số 3. Việc tích lũy tiết kiệm chi tiêu trong gia đình không nhằm mục đích gì? Câu A.
là để chi cho những việc đột xuất. Câu B, mua sắm thêm các đồ dùng khác. Câu C, để phát triển kinh tế gia đình. Câu D, tiết kiệm để mua sắm những đồ hàng hiệu đắt tiền. Câu này tương đối khá đơn giản và nó sẽ nằm trong bài số 26 của sách giáo khoa. Như các em có thể mở tập ra và các em quan sát và theo dõi trong tập ha. Câu D sẽ là đáp án đúng nhất. Khi chúng ta tiết kiệm và tích lũy tiền trong gia đình, không nhất thiết chúng ta sẽ mua những đồ hàng hiệu đắt tiền. Cô đã giải đáp giùm các em 3 câu trắc nghiệm tương tự. Các em có thể làm theo các những câu hỏi khác theo trên bộ đề mà cô đã phát ở trên lớp. Tiếp theo sẽ đi đến phần tự luận. Đối với phần tự luận thì nó sẽ gồm các bài sau đây: bài số 15, bài số 17. Trong bài số 15, các em sẽ có hai câu hỏi cần lưu ý. Đó là đối với những bạn bị béo phì, theo các em làm thế nào để giảm cân? Câu hỏi số 2 là mục đích của việc phân nhóm thức ăn là gì? Thức ăn được phân làm mấy nhóm? Kể tên và lấy ví dụ thức ăn nào tương ứng với các nhóm đó. Tương tự đó thì bài số 17 chúng ta cũng sẽ bắt gặp hai câu hỏi cơ bản như sau. Đó là trình bày cách bảo quản thực phẩm để không bị mất các loại sinh tố. Câu hỏi tiếp theo đó là em hãy liên hệ các công việc thường làm ở gia đình em khi chọn mua thực phẩm để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng và phòng tránh ngộ độc thức ăn. Bốn câu hỏi này đều có giải đáp, đều có đáp án trong tờ đề cương cô đã phát các em. Các em hãy mở ra và học. Câu hỏi tiếp theo các em sẽ bắt gặp trong đề cương đó là bài số 18. Trộn dầu giấm và trộn hỗn hợp có gì khác nhau? Đối với câu hỏi này thì các em nên kẻ bảng để người nhìn dễ đọc hơn và các em cũng sẽ dễ học bài hơn. Tiếp theo đó là bài thuật hàm số 24. Bài này là câu hỏi rất là đơn giản, đó là đặc điểm của tiểu hoa trang trí là gì? Tất cả đáp án của câu này đều có trong tờ đề cương. Các em có thể mở đề cương ra và học. Đối với bài số 25 là các em sẽ tính tổng thu nhập của gia đình đó. Cô sẽ lấy ví dụ trong tờ đề cương luôn. Gia đình em có 4 người, thu nhập một tháng chủ yếu từ tiền bán cây ăn trái là 3,6 triệu, từ tiền bán gia cầm là 1,2 triệu, từ tiền bán các loại sản phẩm khác là 2 triệu. Từ đó câu A, em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình đó trong vòng 1 tháng. Câu B, bình quân thu nhập một tháng của mỗi thành viên trong gia đình đó kiếm được là bao nhiêu? Để làm được bài này thì các em có thể sử dụng máy tính để các em bấm ha. Để tính được thu nhập bằng tiền của gia đình đó kiếm được một tháng, các em chỉ việc cộng tất cả các tiền mà họ bán cây ăn trái, tiền bán gia cầm, tiền bán các loại sản phẩm khác thì các em sẽ ra được tổng thu nhập của gia đình đó trong vòng một tháng, đó là 6,8 triệu. Đối với câu B, để tính được bình quân thu nhập của mỗi thành viên trong gia đình đó trong vòng một tháng thì các em chỉ cần có tổng thu nhập một tháng, các em chia cho số thành viên trong gia đình đó thì các em sẽ ra được đáp án. Đối với đề bài này thì mỗi thành viên trong gia đình đó là 4 người, do đó các em sẽ lấy tổng thu nhập các em chia cho 4 thì các em sẽ ra được mỗi thành viên cần sử dụng là bao nhiêu, đó là 1,7 triệu. Tương tự đó, tiếp theo đó là bài 26. Trong bài 26, người ta cũng sẽ kêu các em tính mức chi tiêu của gia đình. Cô sẽ lấy câu hỏi trong đề cương để làm ví dụ. Câu hỏi như sau: tổng mức thu nhập của gia đình em một tháng là 10 triệu đồng.
tổng mức chi một tháng của gia đình em là 7,5 triệu. Hỏi tổng mức chi của gia đình em sau một năm là bao nhiêu? Em hãy tính khoản tiền để dành của gia đình em sau một năm. Để làm được bài này thì các em nên nhớ câu hỏi này khác câu hỏi trước, là người ta kêu các em tính mức chi sau một năm chứ không phải là sau một tháng. Để tính được sau một năm thì các em cũng biết một năm gồm 12 tháng, thì mức chi người ta đã cho các em mức chi trong vòng một tháng rồi, thì khi muốn tính được một năm thì các em chỉ cần nhân cho 12 tháng là các em sẽ ra được mức chi một năm của họ là 90 triệu đồng. Tương tự đó, khi tính khoản tiền để dành sau một năm thì các em có mức thu nhập một tháng của họ. Các em chỉ việc lấy mức thu nhập một tháng, các em nhân cho 12 tháng, các em sẽ ra được mức thu nhập một năm. Khi các em đã có mức thu nhập một năm thì các em chỉ cần việc trừ đi mức chi tiêu một năm thì các em sẽ ra được số dư. Số dư đó người ta sẽ dùng trong việc để dành của gia đình mình sau một năm, đó là 30 triệu đồng. Đối với bài 25 và bài 26, khi các em bắt gặp ở đề kiểm tra thì các em nên sử dụng máy tính để các em bấm cho chính xác hơn. Vì nó sẽ có rất nhiều số 0 thì khi mà các em tính nháp hoặc tính tay, các em rất dễ bị lẫn lộn và ghi thiếu chữ số, thì các em sử dụng máy tính sẽ tiết kiệm thời gian cho các em hơn và sẽ ra được đáp án chính xác nhất. Sau đây cô chúc các em có một kỳ thi kiểm tra đánh giá học kỳ 2 thật tốt và thật may mắn. Chúc các em thi tốt.